Rồi, xin chào các bạn học viên nha. Bây giờ mình sẽ xét tới hình như thế này. Thứ tự các xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông đúng không? Thì trước tiên mình nhìn vào đây, thì mình coi xe ưu tiên ở đâu. Thì trong này không có xe ưu tiên nào hết. Xe ưu tiên là xe nè, quân sự nè, xe cứu thương rồi đó. Rồi, đường ưu tiên, đường là những biển báo nó sẽ đặt ở đây nha, ha. Mà ở đây nó không có biển báo. Rồi, bên phải trống nè. Các bạn thấy nè, tay phải nè, các bạn ngồi trong xe đây đúng không, là tay phải nè, tay phải không vướng, có nghĩa là tay phải các bạn nhìn qua đây đúng không, tay phải các bạn bên này là tay phải vướng cái xe này ha, xe con A đó. Rồi xe con A vướng cái này là tay phải vướng, chỉ có là mô tô với xe đạp tay phải không vướng là không có cái xe nào á, có nghĩa là bên này nó không có xe nè, tay phải không vướng. Mình tưởng tượng mình đang ở trong trong đây đi, mình đi đi ha, mình đang ở hướng này. Hướng này là tay phải mình, ở tay phải mình sẽ không vướng. Nên sao? Không có xe nào ở đây. Nên là được đi ha. Vậy là đáp án đúng là mô tô, xe đạp. Rồi, các bạn vô các bạn nhìn thấy cái này, các bạn nhớ đáp án giúp mình nha. Tại vì đáp án nó sẽ không thay đổi, nó chỉ thay đổi câu thôi. Đó, các bạn vô thấy mô tô, xe đạp nè ha. Mà thấy A, B nữa, thì mình nhớ sao? Mô tô, xe đạp, đáp án 4 nha. Nhớ nha. Rồi, chúc các bạn mình... xét xe hình này được thành công. Rồi bạn nào mà không biết cứ nhắn tin hỏi mình hỗ trợ cho.